Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Q&A của Phong Vũ Official. Và đây là số thứ 8. Và với số 8 lần này thì chúng ta sẽ đến với khá là nhiều những câu hỏi mà các bạn đã đặt ra cho mình. Và trong đó thì chúng ta vẫn có một vài câu hỏi nó cũng khá là hóc búa và khá là khó khăn. Và chi tiết như thế nào thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ở số Q&A lần này nhé. Bắt đầu. Và câu hỏi đầu tiên xuất hiện ở trong số Q&A lần này nó liên quan đến một cái chủ đề, đó chính là vệ sinh máy tính, cụ thể là vệ sinh PC. Đó chính là: anh ơi, bao nhiêu lâu thì vệ sinh PC một lần là hợp lý? Nói chung thì nó sẽ tùy thuộc vào cái sự siêng năng của các bạn thôi, nhưng mà thời gian chuẩn để mà chúng ta vệ sinh PC một lần thì nó nằm trong khoảng từ 3 cho đến 4 tháng. Đặc biệt là những bạn sử dụng PC có tản nhiệt khí, thì với tản nhiệt khí thì nó sẽ sử dụng cơ chế là quạt thông gió. Và với cái quạt thông gió như thế này thì nó sẽ hút bụi khá là nhiều ở những cái phần tản nhiệt này. Đòi hỏi là các bạn cần phải vệ sinh thường xuyên, và kèm theo đó là chúng ta phải vệ sinh thêm những cái linh kiện khác nữa, ví dụ như là main hay kể cả là VGA. Bởi vì VGA thì nó cũng vẫn có quạt tản nhiệt và chúng ta sẽ bị bám bụi rất là nhiều ở cái phần này, nên các bạn lưu ý giúp mình nha. Còn đối với tản nhiệt all-in-one hay kể cả là tản nhiệt nước thì các bạn cần lưu ý thì với những cái loại tản nhiệt này nó không sản sinh ra bụi quá nhiều. Tuy nhiên, về lâu về dài khi mà các bạn sử dụng thì bộ PC của chúng ta nó vẫn có những cái lỗ hổng nên bụi vẫn có thể vào, nên các bạn vẫn chú ý chúng ta vệ sinh máy tính thường xuyên để nó có một cái hiệu năng tối đa khi mà các bạn sử dụng nha. Và đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi này thì nó sẽ liên quan một xíu đến phần PC. Đó chính là: xuất nhiều màn hình thì nó có ảnh hưởng đến hiệu năng của máy tính không anh? Bởi vì em đang sử dụng hai màn hình. Với câu hỏi này thì nó sẽ tùy thuộc vào độ phân giải mà màn hình máy tính các bạn đang sử dụng, và kèm theo đó là các bạn xuất mấy màn hình. Ví dụ như chúng ta xuất hai màn hình giống như bạn này đi, thì nó sẽ ảnh hưởng đâu đó từ khoảng là 1-2% hiệu năng của máy. Nói chung đây cũng không phải là một cái số quá nhiều. Tuy nhiên, nếu như các bạn vừa sử dụng máy để mà các bạn vừa chơi game nè, các bạn vừa làm việc multitask tất cả các kiểu, mở tab Chrome hay kể cả là mở những cái phần mềm dựng phim nặng, thì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng của máy khá là nhiều. Và nếu như mà các bạn vừa chơi game mà vừa làm những công việc như thế thì nó sẽ bị giảm FPS của chúng ta. Đâu đó thì nó sẽ giảm khoảng từ 10-20 FPS lúc mà các bạn chơi game. Nói chung thì để cho tối ưu nhất thì các bạn chơi game ra chơi game, các bạn làm việc ra làm việc, để cho nó có một cái sự tối ưu nhất cho từng cái tác vụ. Chứ nếu như mà chúng ta vừa làm này vừa làm kia thì nó không chỉ là ảnh hưởng đến hiệu năng của máy không, mà nó còn ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của các bạn nữa. Đến với câu hỏi số 3 thì câu hỏi này nó sẽ liên quan đến VGA là nhiều, và đặc biệt là RTX 3060 Ti và RTX 4060. Câu hỏi có nội dung như sau: anh ơi, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta có nên mua RTX 3060 Ti hay không, hay là chúng ta lên luôn RTX 4060 luôn? Với câu hỏi này thì mình nghĩ là nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các bạn. Nếu như các bạn là một người hay chơi game, và đặc biệt là những cái tựa game AAA nó đòi hỏi về hiệu năng đồ họa xử lý cao, thì chúng ta nên mua RTX 3060 Ti. Bởi vì RTX 3060 Ti nó sẽ được trang bị đạt ở mức là 200W điện, một cái mức TGB khá là cao cho một cái dòng card đồ họa được trang bị ở trên PC giống như thế này. Và các bạn cũng biết là nếu như con card đồ họa nào nó ăn điện càng tốt thì hiệu năng của nó cho ra nó sẽ càng mạnh. Nên thành ra với 200W điện này là rất ấn tượng nếu như các bạn muốn mua một cái dòng card đồ họa tầm trung, và nó sẽ có thể đáp ứng tốt với nhu cầu chơi game AAA dành cho các bạn. Có một điểm nữa là RTX 3060 Ti nó sẽ được trang bị cũng khá là nhiều những công nghệ hỗ trợ, ví dụ như là Ray Tracing nè, hay kể cả là DLSS2, thì đây sẽ là những cái công nghệ bổ trợ rất là tốt khi mà các bạn chơi game. Vậy thì RTX 4060 nó có cái gì? RTX 4060 nó là một dòng card đồ họa mới được ra mắt cách đây không lâu thôi. Và điểm nổi bật của nó đó chính là băng thông VRAM của nó thì sẽ khá là cao, và nó cao hơn khá là nhiều so với băng thông VRAM của RTX 3060 Ti. Và nó sẽ tiết kiệm điện hơn, nó sẽ chỉ có ăn được tối đa là 115W điện thôi. Và nó ấn tượng hơn rất là nhiều so với 200W điện được trang bị ở trên RTX 3060 Ti. Nhưng mà bù lại thì các bạn cũng có thể thấy thì có một vài tựa game thì hiệu năng của con RTX 4060 này nó sẽ không bằng so với con RTX 3060 Ti. Đó, thì nói chung đây chính là những cái điểm mạnh của hai cái dòng card đồ họa RTX 3060 Ti và RTX 4060. Thì các bạn sẽ so sánh dựa trên cái nhu cầu của mình. Nếu như các bạn là một gamer và các bạn là một người thích chơi những cái tựa game AAA thì mình nghĩ các bạn nên mua RTX 3060 Ti, bởi vì những cái điểm mạnh mà nó mang lại.
Có các bạn muốn yêu cầu những cái mức hiệu năng nó ở mức vừa phải thôi để cho các bạn chơi game và kèm theo đó là các bạn còn làm việc nữa, thì chúng ta nên chọn RTX 4060 thì nó sẽ phù hợp hơn. Rồi, và đó chính là những câu hỏi xuất hiện ở trong số Q&A lần này mà mình đã giải đáp dành cho các bạn. Còn các bạn cảm thấy mình có những thắc mắc nào nữa thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới phần comment nha, để cho mình có thể giải đáp dành cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.